đặc trị phúc hợp giúp em. Cái này mình trái nắng rửa rời các bác không phòng trước thì nó là đỉnh của chóp. Đều dùng thuốc để các thứ sữa non à, sữa non giúp giúp em mua sát trùng. Mùa này bác đánh cô rất trùng, đánh 10 ngày một lần, tuần đánh một lần tốt đến 10 ngày của anh định kỳ. Nano Silver vua sát trùng của công ty Supervet tuyệt vời. Đây, kháng sinh xét phô A cộng tập trị lợn bỏ ăn không rõ nguyên nhân, tiêm cho lợn nái đẻ chữa viêm, dùng trợ lực siêu tốc dịch xiết halogen và dịch xiết halogen tập trị tiêu chảy Mutalin này. Đấy, khắc tinh tiêu chảy nội bộ các bạn. Khắc tinh tiêu chảy hàng nội bộ. Em dùng nói chung là dàn nái này em dùng chủ yếu viêm với lại kích sụp tố của bên công ty Supervet, em thấy rất hiệu quả rất cao. Supervet rất nhiều sản phẩm tốt, đặc trị tiêu chảy, đặc trị tiêu chảy trộn cho lợn con, trộn phẳng lợn con lợn to tốt, sữa non em dùng rất nhiều, chủ yếu của công ty Supervet thôi. Đặc trị viêm phổi lăng đờm này,